Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều tối qua 27 tháng 9, sau cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ, nhiều tuyến đường ở tại thành phố Hồ Chí Minh lại ngập, có nơi mực nước cao hơn nửa mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động giao thông. Ngoài ra, mưa lớn kèm gió mạnh khiến cây xanh bật gốc ngã đổ đè lên các phương tiện dừng đỗ và gây hư hỏng. Rất may là không gây thiệt hại về người. Và đây là hôm thứ hai liên tiếp tình trạng mưa lớn gây ngập úng ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh khác ở Nam Bộ. Dự báo là đêm nay ở tại Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa dông còn xảy ra ở nhiều nơi, một vài nơi vẫn đạt tới ngưỡng mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày mai thì mưa sẽ tạm thời giảm hơn, những điểm có mưa lớn trên 50mm sẽ ít có cơ hội xuất hiện hơn. Dẫu vậy thì người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc trong cơn dông. Còn về chế độ nhiệt và ẩm tại các tỉnh thành phía Nam thì khoảng thời gian này ít có sự biến động và xấp xỉ so với cùng kỳ hàng năm, phổ biến là từ 28 cho đến 31 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Mưa cũng đã giảm nhanh cùng với nền nhiệt độ tăng trở lại tại các tỉnh thành miền Trung. Dự báo là trong đêm nay và ngày mai không chịu sự chi phối của hệ thống thời tiết đặc biệt nào, nên toàn vùng tiếp tục có mây thay đổi và ít mưa. Trưa chiều có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày ở khoảng là từ 33 cho đến 35 độ, ít biến động so với ngày hôm nay. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, thưa quý vị và các bạn, áp cao lạnh lục địa tăng cường nhưng với cường độ khá yếu trên hệ thống khí quyển tầng cao, miền Bắc lại chịu sự chi phối của trường gió phân kỳ khô nên thời tiết ở tại khu vực Bắc Bộ được nhận định là sẽ ít có chuyển biến. Trời phổ biến có mây thay đổi, mưa rào xuất hiện vài nơi ở vùng núi trong thời điểm đêm nay, lúc này thời tiết còn khá mát mẻ. Ngày mai trời có nắng với cường độ gia tăng vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều nên nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên khoảng từ 32 đến 35 độ là phổ biến. Nếu so với cùng kỳ hàng năm, nền nhiệt độ đang ở mức cao hơn và chúng ta vẫn cảm giác khá nóng khi lưu thông ở ngoài trời. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tình trạng biển ổn định trở lại và không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam duy trì với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, thời tiết nhiều mây, có mưa rông rải rác khiến tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền hoạt động cần phải chú ý để đảm bảo an toàn. Như vậy là các tỉnh Bắc Bộ phổ biến ít mưa và nắng nhiều, có phần oi nóng vào trưa chiều. Trung Bộ cũng nắng nhiều trở lại với một vài nơi nhiệt độ lên đến 34-35 độ. Tương tự thì các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa tạm thời giảm đi trong chiều tối mai, song người dân vẫn cần đề phòng tố lốc trong cơn dông. Đến đây thì bản tin thời tiết tổng hợp ngày 28 tháng 9 của kênh VTC14 cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.